Cưu mang chú chó Alaska bị chủ cũ bỏ rơi. Chủ chó Alaska này đã bị trói ở nhà máy suốt 4 năm, không một ai quan tâm hay chăm sóc nó. Thức ăn mỗi ngày của nó chỉ là một ít thức ăn dư thừa, hoặc có hôm nó vẫn phải ăn lại thức ăn còn sót vì không ai cho nó ăn cả. Không còn ai nhận ra nó là một con chó Alaska nữa vì nó gầy trơ xương, lông khô xơ xác, khác với vẻ ngoài cơ bắp đáng yêu của những em chó cùng loài với mình. Điều đáng buồn hơn là em nó đã bị xích ở đây 4 năm và chưa từng được thả đi, mặc dù với một chú chó Alaska, bản năng của nó là di chuyển và năng động. Không ai biết chủ của em Alaska ở đây là ai, cũng không ai biết người đó hiện đang ở đâu. Họ chỉ biết chú chó này 4 năm qua bị trói tại một chỗ và thật sự không biết nó đã phải trải qua những gì. Sau khi gặp chú chó đáng thương ấy, cô gái đã mang đến một ít thức ăn cho nó. Đã lâu rồi không được ăn, nghe mùi đồ ăn chú chó này liền nhảy cẩn lên vì sung sướng. Cuộc gặp gỡ của cô gái ấy và em Alaska cũng chính là bánh răng thay đổi số phận của chú chó đáng thương này. Lần đầu nhìn thấy một em chó bị nhốt đến mức thê thảm như thế này, không ai có thể kìm lòng được. Thậm chí một em chó hoang còn được sống tốt hơn em Alaska ấy gấp nhiều lần. Từ đó trở đi, mỗi ngày cô gái đều đến nhà máy và đem đồ ăn ngon như sữa chua, bánh bao, mực khô. Mặc dù làm ở bộ phận văn phòng và phải di chuyển một quãng đường dài đến nhà máy, nhưng mỗi ngày cô gái này đều lặn lội đem đồ ăn đến cho chú chó. Dần dần, em Alaska và cô gái này đã tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ. Cô nàng còn dành thời gian ngày nghỉ của mình để sắp xếp lại chỗ ở của em chó. Mặc dù mọi thứ vẫn còn đơn sơ sau khi dọn dẹp, nhưng cô gái vẫn cố gắng làm cho em Alaska này một chỗ ấm áp để đi ngủ vì lúc này gió lạnh đã bắt đầu tràn về và hình như em có vẻ cũng rất thích chỗ ngủ mới của mình. Sau khi về đến nhà, tối đó cô gái đã nhìn thấy em chó Samoy và em mèo cam mình nuôi chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Cô nàng bất chợt nhớ đến nụ cười của em Alaska ấy. Mặc dù hoàn cảnh đã khiến em thê thảm như thế, nhưng không khi nào em không cười mỗi khi gặp cô. Nghĩ đến hình ảnh buổi tối em nằm co ro trong cái hộp đơn sơ mà cô đã dựng, lòng của cô nàng không thể chịu đựng được. Sáng sớm ngày hôm sau, cô gái đã đến công ty từ sớm, mua nhiều đồ ăn ngon hơn cho em Alaska. Với bộ dạng nhếch nhác của mình, em chó vẫn chào đón cô bằng nụ cười quen thuộc. Sau đó, cô đã quyết định đưa em chó này lần đầu rời khỏi sợi dây xích và đến thú y để được chăm sóc. Cô đã làm điều này mà không ai làm được, nhưng mọi người vẫn giúp cô nàng vì có lẽ trong thâm tâm họ vẫn muốn chú chó đáng thương này được giải thoát. Sau 4 tiếng hì hục, tắm hết lần này đến lần khác, em Alaska ấy đã hoàn toàn lột xác. Cô gái cũng quyết định nhận nuôi em ấy mặc dù nhà mình đã có một em mèo cam và em Samoy. Nhưng lúc này không có gì có thể ngăn cản được quyết định của cô nàng. Cuối cùng, chú chó đáng thương ấy đã thoát được xiềng xích nhà mình 4 năm trời. Lần đầu về nhà mới, em Alaska vẫn còn sợ hãi, có lẽ nó vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới, thích nghi được với việc mình có thể tự do di chuyển. Một tuần sau, em Alaska cuối cùng cũng được tiêm vaccine và đã có sổ chứng nhận của mình. Từ giờ em đã chính thức có chủ và một cái tên mới là Phu Phu. Em cũng không phải sống một cuộc sống bị trói ở một chỗ nữa mà được đưa đi khắp nơi. Em cũng có thêm hai người bạn mới cực kỳ đáng yêu. Hạnh phúc đang đợi em ở phía trước, chúc em khỏe mạnh nhé!